Bà Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức và giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ sáu cuối tuần, ngày 11 tháng 10 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và luôn thật nhiều sức khỏe. Như đã hứa, vào lúc 6 giờ chiều giờ California, Lộc và Loan cùng với anh JD sẽ gặp gỡ quý vị trong một chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Những bài hát về mùa thu nha quý vị và cũng có sự góp mặt đặc biệt của tay đơn và tiếng hát của anh Nguyễn Đức Đạt. Ngày thứ sáu cuối tuần, Lộc và Loan nhận được một tin vui. Chút xíu nữa sẽ chia sẻ với quý vị trong bản tin Tìm Người Thân. Cặp sinh đôi dính liền, mừng sinh nhật đầu tiên sau khi giải phẫu tách rời. Hoa Kỳ thu hồi hơn 2 triệu võng lắc em bé Fisher Price sau khi có 5 trường hợp tử vong. Kẻ trộm đã mắc kẹt bên trong cửa hàng dài ở Auckland sau khi đột nhập. Giới chức truy tố 3 người trong âm mưu cướp nhà băng ở Bay Area và Sacramento. Hai vụ nổ súng liên quan đến trường học ở Ohio và Pennsylvania vào ngày thứ Năm. Thành phố Anaheim, miền Nam California sẽ cấm người vô gia cư chiếm vỉa hè bằng ghế trạm xe bus. Một người tử vong và 12 người bị kẹt trong một mỏ vàng cũ ở Colorado. Mùa đông đã đến trên dãy núi ở Washington. Công viên tiểu bang New Hampshire đã phải đóng cửa vào ngày thứ Năm do tuyết rơi. Dự luật một ở New York, liệu cử tri có biết quyền phá thai nằm trong lá phiếu bầu năm 2024 hay không. Một cuộc thăm dò mới cho thấy đảng Cộng Hòa có khả năng giành quyền kiểm soát Thượng viện. Cựu Tổng thống Obama vận động tranh cử tại Pennsylvania quan trọng để củng cố sự ủng hộ cho bà Harris. Thẩm phán đồng ý mở niêm phong các hồ sơ bổ sung từ vụ án ngày 6 tháng 1. Cựu Tổng thống Donald Trump hứa sẽ miễn thuế thu nhập cho người Mỹ ở ngoại quốc lãi suất vay mua nhà ở Hoa Kỳ tăng vọt tuần thứ hai liên tiếp. TD Bank bị phạt 3 tỷ đô la vì không theo dõi bọn buôn lậu ma túy rửa tiền. Ta quần vật chuyên nghiệp Rafael Nador tuyên bố giải nghệ. Tổng thống Ukraine Zelensky công bố kế hoạch chiến thắng với đồng minh châu Âu. Tổng thư ký NATO kêu gọi đồng minh không nên lo sợ nếu cựu tổng thống Donald Trump quay trở về tòa bạch ốc. Trung Quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba công ty và 10 người trong vụ Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. Tên Việt Nam, một tấn cao đổi được một lượng vàng, dân xứ ngàn cao trở thành triệu phú. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay là giá vàng và giá xăng dầu mới nhất. Giá vàng thế giới ngày hôm nay 2646 đô la 16 cent một ounce. Giá dầu Brent 76 đô la 58 cent một thùng giá dầu WTI 73 đô la 01 sen một thùng. Cặp sinh đôi dính liền mừng sinh nhật đầu tiên sau khi giải phẫu tách rời. Amari và Jova Ruffin là cặp sinh đôi ở Philadelphia bị dính liền vừa tổ chức sinh nhật đầu tiên sau khi trải qua ca giải phẫu tách rời thành công. Chào đời bằng phương pháp sinh mổ vào ngày 29 tháng 9 năm 2023, hai anh em của bé Amari và Chavar chia sẻ một phần xương ức cơ hoành thành bụng và gan, nặng tổng cộng chỉ có 6 bao là 2 kg 7. Ngày 21 tháng 8 vừa qua, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Philadelphia đã tiến hành ca giải phẫu kéo dài 8 tiếng để tách rời hai bé. Phòng bụng sau đó được tái tạo bằng cách sử dụng nhiều lớp lưới và kỹ thuật giải phẫu thẩm mỹ. Hai bé trai đã được xuất viện và trở về nhà vào ngày 8 tháng 10. Cha mẹ của hai bé đã bày tỏ sự biết ơn đối với bác sĩ vị y tá đã giúp ca giải phẫu diễn ra thành công, mở ra một tương lai mới đầy hy vọng cho cả hai bé và gia đình. Hoa Kỳ thu hồi hơn 2 triệu võng lắc em bé Fisher Price sau khi có 5 trường hợp tử vong. Lệnh thu hồi được ban hành đối với hơn 2 triệu chiếc võng lắc sơ sinh hiệu Fisher Price theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng CPSC, tất cả các mẫu võng lắc Fisher Price Sugar Swing đều đang được thu hồi do có thể gây ngạt thở. CPSC cho biết đã có 5 trường hợp tử vong liên quan đến trẻ sơ sinh từ 1 đến 3 tháng tuổi được báo cáo trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2022. Những chiếc xích đu này được sử dụng để cho trẻ ngủ và trong hầu hết các trường hợp, trẻ sơ sinh không được giữ chặt và có thêm vật liệu làm giường vào sản phẩm này. CBSC cảnh báo cha mẹ và những người chăm sóc không bao giờ được sử dụng bất cứ sản phẩm ghế ngồi nghiêng nào, chẳng hạn như võng lắc, ghế lắc, ghế bập bên để trẻ sơ sinh ngủ và không được để trẻ sơ sinh trong những sản phẩm này mà không có người giám sát, không được hạn chế hoặc không có vật liệu lót giường vì có nguy cơ ngạt thở. Chiếc xích đu được thu hồi có hai vị trí từ lưng ghế và di chuyển từ trước ra sau và từ bên này sang bên kia, nó cũng có thể gặp lại để cất giữ. Đợt thu hồi này bao gồm 2 triệu 100 ngàn chiếc xích đu được bán tại Hoa Kỳ từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 1 năm 2024 tại những nơi như Amazon, Toys R Us, Walmart, Sam Club và Target. Khoảng 99 ngàn chiếc nữa cũng đã được bán tại Canada và khoảng 500 chiếc bán tại Mexico. Người đang sử dụng những chiếc xích đu này vẫn có thể sử dụng và cần phải tháo cả phần tựa đầu và phần đệm đỡ cơ thể ra khỏi đệm của ghế. Fisher Price sẽ hoàn lại 25 đô la cho những người tháo và phá hủy chúng. Quý vị có thể tìm hiểu thêm tin tức về những điều nên làm và không nên làm ở khu vực dành cho trẻ sơ sinh ở cpsc.gov. Cái trộm đã mắc kẹt bên trong cửa hàng dài ở Auckland sau khi đột nhập. Một người đàn ông bị cáo buộc đột nhập vào một cửa tiệm giày ở trung tâm thành phố Auckland vào sáng sớm ngày thứ năm và dường như bị kẹt bên trong trước khi cảnh sát đến còng tay ông ta. Cảnh sát Auckland đã phản hồi ngay sau 2 giờ sáng tại địa chỉ 598 Server Street về một vụ trộm, các nhà chức trách cho biết. Theo chủ sở hữu của The Shoe Spot, ông đã nhận được cuộc gọi từ một người hàng xóm về cửa tiệm của ông nơi đã hoạt động ít nhất 27 năm, bị trộm đột nhập và biết rằng nghi phạm đã đập bể một tấm kiến nhỏ để đột nhập vào. Chủ cửa tiệm cho biết nghi phạm bị kẹt bên trong cửa tiệm và không thể ra ngoài được. Cảnh sát của Auckland đã đến bắt giữ nghi phạm bên trong cửa hàng và còng tay ông ta. Chủ cửa hàng cho biết không có thiệt hại nào cho cửa hàng ngoài việc cửa sổ bị hư hỏng. Ông cho biết rằng sau vụ đột nhập hai năm trước, an ninh cửa hàng đã được gia tăng. Giới chức truy tố ba người trong âm mưu cướp nhà băng ở Bay Area và Sacramento. Các công tố viên cho biết vào ngày thứ Tư, ba người ở miền Bắc California đã bị truy tố năm tội danh, bao gồm tội cướp ngân hàng và âm mưu cướp ngân hàng ở Sacramento và một số thành phố ở vùng Bay Area. Theo luật sư Hoa Kỳ Philip Talbert, Dante Jones, 20 tuổi, và Jasmine Millett, 21 tuổi, cả hai đều đến từ Bắc California, không có địa chỉ cố định và Joymia Maureen Fudge, 21 tuổi, đến từ Richmond, đều bị buộc tội âm mưu cướp ngân hàng. Fudge còn bị buộc tội thêm một tội danh khai mang. Các công tố viên cho biết, từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, Jones và Millett bị buộc tội ít nhất là 10 ngân hàng trên khắp vùng Sacramento, Vallejo, Suisun City, Benicia, Concord và Antioch ngoài việc làm việc cùng nhau cả hai còn chiêu mộ những người khác lái xe đến những nhà bang và chuyển những tờ giấy đe dọa đòi tiền mặt hai người này đã tuyển dụng Porsche để thực hiện các vụ cướp các công tố viên cho biết các bị cáo đã lái xe đến các chi nhánh ngân hàng vài ngân hàng mang theo những tờ giấy đe dọa đòi tiền lấy tiền mặt và rời khỏi ngân hàng trên một chiếc xe đang chờ sẵn để tẩu thoát nhìn chung thì các ghi chú sẽ yêu cầu nhân viên ngân hàng cung cấp tiền mặt hoặc tôi sẽ giết tất cả mọi người ở đây nhất có một lần một người phụ nữ đã bị Jones và Millet khống chế bằng súng và ép buộc thực hiện một vụ cướp trái với ý muốn của cô. Jones và Millet cũng bị cáo buộc sử dụng trẻ vị thành niên trong một vụ cướp bất thành. Các công tố viên cáo buộc rằng sau mỗi vụ cướp thành công, chúng chia nhau số tiền cướp được. Theo văn phòng luật sư Hoa Kỳ, Jones và Millet đã tìm kiếm người mới, chủ yếu là phụ nữ, để làm người chuyển giấy trong các vụ cướp nơi thậm chí còn quảng cáo âm mưu này trên mạng xã hội, đăng hình ảnh cô và những người tham gia khác cầm một lượng lớn tiền mặt. Fudge là một trong những người được tuyển dụng thông qua Instagram. Các công tố viên cho biết, cùng với những người khác, cô ta đã âm mưu thực hiện ít nhất hai vụ cướp ngân hàng. Fudge phải đối mặt với cáo buộc khai man sau khi cô ta bị cáo buộc đã nói dối cả hai tội danh, trong khi ra làm chứng trước bồi thẩm đoàn vào ngày 15 tháng 8 vừa qua. Nếu bị kết tội âm mưu cướp ngân hàng, các bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù liên bang và khoản tiền phạt lên tới 250.000 đô la. Tội danh cướp ngân hàng có mức án tối đa là 20 năm tù liên bang và khoản tiền phạt 250.000 đô la. Hai vụ nổ súng liên quan đến trường học ở Ohio và Pennsylvania vào ngày thứ Năm Một cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi một xe bus của trường học bị trúng đạn ở quận Chester vào ngày thứ Năm, theo khu học chánh Coastville Area, một tài xế đang chở học sinh trung học gần khu 300 đường Charles thì bị một phiên đạn xuyên qua kiến chắn gió. Vụ nổ súng xảy ra khoảng trước 3 giờ chiều. Không có ai trên xe bus bị trúng đạn và không có thương tích nào được báo cáo. Các học sinh trên xe đều an toàn, tài xế cũng vậy và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Chúng tôi vô cùng biết ơn phản ứng bình tĩnh của tài xế và sự giúp đỡ của cảnh sát khu học chánh cho biết không một đứa trẻ nào phải chịu cảnh nổ súng trên xe bus của trường học. Đây là một cuộc điều tra đang được tiến hành và có mức độ ưu tiên cao, văn phòng biện lý quận Chester cho biết trong một tuyên bố. Do vụ nổ súng, trận bóng bầu dục vào tối ngày thứ Năm với trường trung học Downing Town East đã bị hủy bỏ. Những ai có bất cứ tin tức nào về vụ nổ súng, hãy gọi cho Sở Cảnh sát thành phố Coastville theo số điện thoại 610-384-2300. Cảnh sát Cleveland Heights cho biết họ đang điều tra sau khi một học sinh cuối cấp 17 tuổi của trường trung học Cleveland Heights trở thành nạn nhân của một vụ cướp bất thành tại trường vào ngày thứ hai. Cảnh sát cho biết vụ cướp bất thành xảy ra trong phòng vệ sinh. Nạn nhân và cha mẹ đã nói chuyện với đội điều tra đặc biệt. Họ yêu cầu không được nêu tên, nhưng cho biết họ muốn gia tăng an ninh tại trường. "Bạn không nên lo lắng về việc ai đó mang súng đến trường", nạn nhân nói với chúng tôi vào chiều ngày thứ hai sau khi tôi rời khỏi phòng vệ sinh tôi quay lại và thấy một người đàn ông ở đó anh ta đòi điện thoại quần áo của tôi anh ta rút súng và nói rằng anh ta muốn mọi thứ nạn nhân đã từ chối đưa điện thoại anh đã chạy ra khỏi phòng vệ sinh và nói với một huấn luyện viên nghi phạm là một học sinh 17 tuổi đã bị bắt ngay sau đó nghi phạm bị phát hiện sở hữu một khẩu súng lục đã nạp đạn và sau đó bị đưa đến trung tâm giam giữ vị thanh niên với cáo buộc cố ý cướp của vũ trang và tội danh sở hữu súng nguy hiểm. Cảnh sát trưởng Cleveland Heights Chris Bitton đã cho biết. Thành phố Anaheim, miền nam California sẽ cấm người vô gia cư chiếm vỉa hè bằng ghế trạm xe bus. Anaheim sẽ cấm ngủ trên vỉa hè hoặc bày đồ đạc nơi công cộng, bước quan trọng trong cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư của thành phố này, theo nhật báo The Orange County Register vào ngày thứ Tư ngày 9 tháng 10. Trong cuộc họp vào ngày thứ Ba, ngày 8 tháng 10, Hội đồng thành phố Anaheim đã chuẩn thuận ba luật mới nhằm ngăn không cho người vô gia cư gây cản trở nơi công cộng. Luật đáng chú ý nhất là luật cấm ngồi hoặc ngủ trên lối đi công cộng như đường phố, vỉa hè hoặc bày đồ đạc cá nhân ra đó thành phố cũng sẽ cấm nằm hoặc ngủ trên băng ghế của trạm xe bus hoặc công viên, chặn lối vào của những trung tâm thương mại. Vỉa hè là dành cho mọi người, nghị viên Jose Diaz đã cho biết trong cuộc họp hội đồng vào ngày thứ Ba. Không phải dành riêng cho người muốn chiếm miếng đất đó, không phải của quý vị nên quý vị không được chiếm, hoặc là chấp nhận dịch vụ của chúng tôi hoặc là đi chỗ khác. Hội đồng thành phố Anaheim yêu cầu nhân viên thành phố xem xét những vấn đề này sau khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết mới đây rằng thành phố có thể cấm ngủ nơi công cộng, cho dù thành phố không có nhà tạm trú. Hiện tại thành phố Anaheim đã có luật cấm cắm trại trên đất công cộng, nhưng không cấm cản trở lối đi công cộng và lối vào cơ sở thương mại. Trong lần đếm số người vô gia cư ở Orange County năm nay, thành phố Anaheim đã có hơn 1.400 người vô gia cư, trong đó có khoảng 600 người hiện không có nơi tạm trú. Hội đồng thành phố Anaheim đã đồng ý thông qua ba luật mới, nhưng ba luật này cần được bỏ phiếu thêm một lần nữa mới có thể chính thức được áp dụng. Luật thứ hai là cấm tháo rời hoặc bán xe đạp nơi công cộng ở Anaheim. Luật này áp dụng cho người bán 3 chiếc xe đạp trở lên hoặc 5 món phụ tùng xe đạp trở lên. Mỗi năm có khoảng 250 chiếc xe đạp ở Anaheim bị ăn cắp, theo phúc trình của thành phố. Luật thứ ba sẽ mở rộng lệnh cấm hút thuốc qua công viên và xung quanh băng ghế trạm xe bus 25 feet hoặc xung quanh trường học hoặc nhà trẻ 100 feet. Một người tử vong và 12 người bị kẹt trong một mỏ vàng cũ ở Colorado. Các nhà chức trách đang cố gắng cứu 12 người khác bị kẹt sâu dưới lòng đất của một mỏ vàng cũ ở Colorado sau khi thang máy tại địa điểm du lịch này bị trục trặc. Các nhà chức trách cho biết vào ngày thứ Năm, Thang máy đi xuống mỏ vàng Molly katlin gần thị trấn Cripple Creek gặp sự trục trặc cơ học ở độ sâu khoảng 500 feet là 152 mét, tạo ra mối nguy hiểm nghiêm trọng cho những người tham gia và một người đã tử vong. Cảnh sát trưởng của quận Taylor Jackson, Michael cho biết tại một cuộc họp báo, 12 người vẫn dưới đáy mỏ cách mặt đất khoảng 1.000 feet là 305 mét. Họ an toàn và liên lạc được với các nhà chức trách. Marcel cho biết các nhân viên cấp cứu đang cố gắng đưa thang máy trở lại hoạt động. Cảnh sát trưởng nói rằng vụ tai nạn thang máy đã được báo cáo với các viên chức vào khoảng trưa. Ông từ chối xác định danh tính nạn nhân hoặc cho biết họ đã tử vong như thế nào. Michael cho biết có 11 người đi thang máy đã được cứu, 4 người bị thương nhẹ. Cảnh sát không nói rõ họ bị thương như thế nào và thang máy bị hư hỏng ra sao. Cảnh sát trưởng cho biết chính quyền có thể cứu được nhóm mắc kẹt bằng dây thừng nếu cần thiết, nhưng hy vọng hệ thống thang máy sẽ hoạt động lại an toàn và giải quyết được tình hình. Và tiếng sau, thống đốc J. Polis cho biết chúng tôi rất vui mừng khi nghe tin tất cả 12 người ở trong mỏ vàng đã được cứu an toàn. Sở cứu hỏa Colorado Springs cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tối ngày thứ Năm, để cứu nhóm cuối cùng, các thanh tra viên đã phải làm việc để bảo đảm thang máy hoạt động bình thường, để họ có thể đưa bốn người lên cùng một lúc. Cripple Creek là một thị trấn có khoảng 1.100 người nằm ở dãy núi Rocky phía tây nam của Colorado Spring. Mỏ mở cửa vào những năm 1800 và đóng cửa vào năm 1961, nhưng vẫn tổ chức các tour để thăm viếng. Trang web của mỏ mô tả một tour thăm viếng kéo dài khoảng một tiếng, trong đó du khách đi xuống độ sâu 1.000 feet trong lòng đất. Trang web cũng cho biết rằng khi xuống đó, họ có thể nhìn thấy các mạch vàng trong đá và đi xe điện ngầm. Mùa đông đã đến trên dãy núi ở Washington. Công viên tiểu bang New Hampshire đã phải đóng cửa vào ngày thứ Năm do tuyết rơi. Đến núi Washington, New Hampshire phủ đầy tuyết. Patrick Hummel, quản lý công viên, cho biết mùa thu có thể chỉ mới bắt đầu, nhưng đây đã là xứ sở thần tiên mùa đông trên núi Washington ở New Hampshire. Công viên tiểu bang New Hampshire đã chia sẻ những tấm hình về ngọn núi phủ đầy tuyết vào ngày thứ Năm và cho biết họ đã đóng cửa công viên do thời tiết khắc nghiệt. Một chút tuyết kèm theo nhiệt độ ở mức giữa 20 độ F của ngày hôm nay, gió lên tới 60 dặm một giờ. Những cơn gió lạnh nhắc nhở chúng ta rằng mùa đông đến sớm ở đỉnh New England. NSSB cho biết đường Mount Washington và đường xe lửa Mount Washington Court đã đóng cửa tại đỉnh núi, nhưng vẫn mở cửa cho các loại xe khác đi ở dưới núi. Một đại diện của NSSB cho biết công viên có thể mở cửa trở lại vào ngày thứ Sáu, nhưng vẫn chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra. Dự luật 1 ở New York liệu cử tri có biết quyền phá thai nằm trong lá phiếu bầu năm 2024 hay không? Trong cuộc bầu cử năm 2024, người dân thành phố New York sẽ bỏ phiếu có hoặc không cho dự luật 1, chính thức được gọi là tu chính án về quyền bình đẳng. Tuy nhiên, một số cử tri có thể không nhận ra rằng họ đang bỏ phiếu ủng hộ hoặc phản đối các biện pháp bảo vệ quyền phá thai. Nếu dự luật 1 được thông qua, hiến pháp New York sẽ mở rộng danh sách các biện pháp chống phân biệt đối xử để bao gồm dân tộc, quốc tịch, độ tuổi, khuyết tật và giới tính, bao gồm khuynh hướng tình dục bản dạng giới, biểu hiện giới, thai kỳ, kết quả thai kỳ, chăm sóc sức khỏe sinh sản và quyền tự chủ. Tuy nhiên, không có chỗ nào trên lá phiếu có từ phá thai hoặc LGBT. Một nhóm khác có thể được bảo vệ theo tu chính án quyền bình đẳng này. Sau đây là những tin mà bạn cần biết về dự luật 1 của New York. Lý do tại sao dự luật này sẽ bảo vệ quyền phá thai nếu được thông qua và cuộc chiến pháp lý về mô tả của biện pháp bỏ phiếu. Nếu dự luật 1 được thông qua, quyền phá thai và bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên những yếu tố như khuyết tật, giới tính, khuynh hướng tình dục và dân tộc sẽ được thêm vào hiến pháp tiểu bang New York. Hiến pháp của New York đã cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tín ngưỡng hoặc tôn giáo. Những người ủng hộ là những đảng viên Đảng Dân chủ tin rằng việc mở rộng các biện pháp bảo vệ chống phân biệt đối xử của tiểu bang sẽ khiến cho các chính trị gia tương lai phản đối hôn nhân đồng giới hoặc phá thai khó hạn chế những quyền này ở New York hơn. Hiện tại thì New York cho phép phá thai cho đến khi thai nhi có đủ khả năng sống, thường là từ 24 đến 26 tuần tuổi. Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát chặt chẽ chính quyền tiểu bang khiến cho bất cứ hạn chế mới nào cũng khó xảy ra chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta an toàn trước những cuộc tấn công này ở new york nhưng sự thật là có những lỗ hỏng nguy hiểm trong hiến pháp tiểu bang khiến chúng ta dễ bị các chính trị gia lợi dụng chi nhánh của aclu tại new york đã viết trong một bài đăng trên blog đảng cộng hòa của tiểu bang new york đã phản đối dự luật một này lập luận rằng tiểu bang đã có luật chống phân biệt đối xử họ tin rằng sửa đổi này đi quá xa khi thêm nhiều thứ hơn về quyền phá thai vào danh sách các nhóm được bảo vệ một số người phản đối cho rằng đây là trường hợp vượt quá quyền hiến định. Những người khác như là Liên minh bảo vệ trẻ em ở New York cho rằng bằng cách thêm vào các biện pháp bảo vệ cho các nhóm như độ tuổi, dự luật một có thể tước đi quyền quyết định của cha mẹ trong các quyết định chăm sóc sức khỏe của con cái họ. Nhiều người lo ngại rằng nó có thể ảnh hưởng đến các vấn đề như cho phép các bé gái chuyển giới chơi trong các đội thể thao trùng học dành cho nữ. Thống đốc New York Kathy Hochul đã hứa rằng đảng Dân Chủ của tiểu bang sẽ chi hơn 1 triệu đô la để ủng hộ dự luật 1, với số tiền này sẽ dành cho các cố gắng như quảng cáo và các chiến dịch quà thư. Một thẩm phán New York cũng cho biết vào tháng 8 rằng ông sẽ không buộc các viên chức bầu cử của tiểu bang phải nói với cử tri rằng dự luật 1 sẽ bảo vệ quyền phá thai, dán một đồng mạnh vào những người theo đảng Dân Chủ đã thúc đẩy sự thay đổi này. Quyết định của thẩm phán được đưa ra trong một vụ kiện về ngôn ngữ mà cử tri sẽ thấy trên các lá phiếu vào tháng 11. Cách lựa chọn để quyết định có hoặc không cho dự luật 1. Dự luật này sẽ bảo vệ mọi người khỏi bị đối xử bất công dựa trên các yếu tố như dân tộc, quốc tịch, độ tuổi, khuyết tật, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới và quyền phá thai. Đề nghị này cũng bảo vệ các quyền liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản và các lựa chọn riêng tư. Khi chọn có, sẽ thêm những biện pháp bảo vệ này vào hiến pháp của tiểu bang New York, khi chọn không sẽ loại chúng ra khỏi hiến pháp của tiểu bang. Một cuộc thăm dò mới cho thấy, Đảng Cộng hòa có khả năng giành quyền kiểm soát thượng viện Kết quả cuộc thăm dò của The New York Times và Đại học Siena công bố ngày 10 tháng 10 cho thấy, đảng Cộng hòa đang dẫn trước đảng Dân Chủ trong các cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ ở các tiểu bang Montana, Texas và Florida. Hiện tại Đảng Dân chủ đang nắm giữ đa số 51 ghế tại Thượng viện. Tuy nhiên, việc thượng nghị sĩ Joe Manchin thuộc tiểu bang West Virginia quyết định không tái tranh cử đã khiến cho Đảng Dân chủ đối mặt với nguy cơ mất thêm ghế. Hy vọng duy nhất của họ là giữ thế cân bằng 50 trên 50. Thượng nghị sĩ John Tester của tiểu bang Montana, một trong những đảng viên Đảng Dân chủ gặp khó khăn nhất, đang tuột lại phía sau đối thủ đảng Cộng Hòa là Tim Sheehy, một thương gia giàu có và là cựu lính đặc nhiệm hải quân SEAL, với tỷ lệ 52% so với 44%. Tiểu bang Montana với dân số khoảng 1 triệu 100 người đã chứng kiến lượng tiền khổng lồ đổ vào cuộc đua tranh cử vào Thượng viện năm nay. Cựu Tổng thống Obama vận động tranh cử tại Pennsylvania quan trọng để củng cố sự ủng hộ cho bà Harris cựu tổng thống barack obama đã tổ chức một cuộc vận động bỏ phiếu cho phó tổng thống harris vào tối ngày thứ năm khi đảng dân chủ đang cố gắng khai thác những người ủng hộ cựu tổng thống obama cựu tổng thống obama phát biểu khi cuộc bỏ phiếu đang diễn ra tại tiểu bang quan trọng pennsylvania thậm chí đã đổi mới khẩu hiệu vận động tranh cử của mình có chúng ta có thể thành có cô ấy có thể được phát trên màn hình trước đám đông Obama cho biết rằng vài năm trở lại đây, bắt đầu từ đại dịch, đã rất khó khăn đối với người Mỹ, giá cả cao và những ảnh hưởng khác gây sức ép lên các gia đình lao động. Tôi hiểu tại sao mọi người lại muốn thay đổi mọi thứ. Ý tôi là, tôi là người luôn hy vọng và thay đổi. Vì vậy tôi hiểu mọi người cảm thấy thất vọng và cảm thấy chúng ta có thể làm tốt hơn, ông nói. Điều tôi không thể hiểu là tại sao bất cứ ai lại nghĩ rằng Donald Trump sẽ thay đổi mọi thứ theo cách có lợi cho các bạn Pennsylvania. Glenda Ellison, một giáo viên đã về hưu 71 tuổi và là đảng viên đảng Dân Chủ đến từ Pittsburgh. Bà cho biết bà cảm thấy hơi lo lắng về cuộc bầu cử, nhưng cầu nguyện rằng nó sẽ diễn ra theo hướng có lợi cho chúng tôi. Sự xuất hiện của ông Obama cũng nhằm mục đích củng cố chiến dịch tái tranh cử của Thượng nghị sĩ Pennsylvania Bob Casey người đang bị thách thức bởi đảng viên đảng Cộng hòa David McCormick được cựu tổng thống Donald Trump ủng hộ. Pennsylvania là một tiểu bang mà ông Obama đã giành chiến thắng trong cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2008 và 2012. Nhưng cựu tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng vào năm 2016. Những người ủng hộ cựu tổng thống Trump cũng đã xếp hàng vào sáng sớm ngày thứ Tư khi họ chờ ông đến Reading, Pennsylvania. Đây là sự kiện thứ ba của tôi với ông ấy ở Pennsylvania tôi chỉ đến đây để ủng hộ. Gil Paloni đến từ McCunchy cho biết, cựu tổng thống Trump ở phía đông của tiểu bang Pennsylvania vào ngày thứ Tư để tham gia các cuộc vận động tranh cử tại Scranton và Reading. Ông cũng đã vận động tranh cử ở miền đông Pennsylvania vào cuối tuần qua trở về nơi ông bị bắn vào hồi tháng 7. Cựu tổng thống đã lên sân khấu vào khoảng tối 7 giờ rưỡi và phát biểu trong một tiếng rưỡi. Ông bắt đầu bằng lời cầu nguyện cho các nạn nhân của cơn bão ở Florida và các tiểu bang lân cận. Chúng tôi muốn tất cả họ đều khỏe mạnh và hy vọng chúng tôi sẽ sớm có mặt ở đó và chúng tôi sẽ giúp họ tái thiết. Sau đó, cựu tổng thống tập trung vào các chính sách của mình và đối thủ của ông. Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông nhắc đến phản ứng của bà Harris trên chương trình The View của ABC vào tối ngày thứ Ba khi bà nói rằng bà sẽ không làm gì khác so với Tổng thống Joe Biden trong 4 năm qua. Những gì họ đã làm với đất nước này là không thể tưởng tượng được. Tháng 11 này, người dân Pennsylvania phải nói với Kamala Harris rằng chúng tôi đã quá chán bà rồi. Thẩm phán đồng ý mở niêm phong các hồ sơ bổ sung từ vụ án ngày 6 tháng 1. Thẩm phán tòa án quận Hoa Kỳ Tanya Jerkin vào ngày thứ Năm đã đồng ý mở niêm phong các hồ sơ từ cố vấn đặc biệt Jack Smith trình bày vụ án thách thức bầu cử của cựu tổng thống Trump, một điều mà các cựu luật sư của ông đã ra hiệu rằng họ có thể thách thức. Thẩm phán Trickin đã đồng ý với yêu cầu của Smith về việc mở niêm phong các bằng chứng đi kèm với bản tóm tắt dài 180 trang của ông, khẳng định rằng các công tố viên vẫn có thể đưa ra phần lớn vụ án ngày 6 tháng 1 chống lại cựu tổng thống Donald Trump sau phán quyết của tòa án tối cao cấp cho các cựu tổng thống quyền miễn trừ hình sự. Smith lập luận rằng những cố gắng của cựu tổng thống nhằm ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực là hành động phi pháp của một công dân tư nhân chứ không phải của một tổng thống thẩm phán Trukin đã chấp thuận hành động của Smith để đăng các phiên bản đã chỉnh sửa lại của các bằng chứng. Một số bằng chứng có thể bao gồm biên bản của buổi thẩm đoàn, văn bản và các bằng chứng khác do các công tố viên thu thập. Như tòa án đã tuyên bố trước đây, mối quan tâm của bị đơn về hậu quả chính trị của các thủ tục tố tụng này không phải là định kiến pháp lý có thể nhận biết được, bà viết. Nhóm pháp lý của cựu tổng thống Donald Trump đã phản đối cả việc công khai hành động của ông Smith cũng như bằng chứng kèm theo. Không nên tiết lộ thêm bất cứ bằng chứng nào nữa vào lúc này mà văn phòng cố vấn đặc biệt đã chọn lọc và mô tả sai lệch một cách bất hợp pháp. Trong khi cuộc bầu phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đang diễn ra, Cựu tổng thống Donald Trump đã có thời hạn đến ngày 7 tháng 11, chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử, để nợ phản hồi của riêng mình cho bản tóm tắt và 180 trang của ông Smith bằng một trong những bản tóm tắt riêng của ông. Trong đó sẽ nêu rõ lý do tại sao các cáo buộc nên bị hủy bỏ sau quyết định của tòa án tối cao. Cựu tổng thống Donald Trump hứa sẽ miễn thuế thu nhập cho người Mỹ ở ngoại quốc. Cựu tổng thống Trump tuyên bố sẽ chấm dứt thuế thu nhập đối với người Mỹ sống ở ngoại quốc. Theo Bloomberg, lời cam kết của cựu tổng thống Trump có thể đơn giản hóa nghĩa vụ thuế cho khoảng 9 triệu người Mỹ sống ở ngoại quốc. Theo luật của Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ sống hoặc định cư ở ngoại quốc có trách nhiệm kê khai thuế, nộp thuế cho Sở Thuế vụ IRS. Khoản này không bao gồm thuế mà người dân Mỹ có thể nộp ở quốc gia họ sinh sống. Tôi ủng hộ việc loại bỏ thuế hai lần đối với người Mỹ ở ngoại quốc. Chúng ta hãy cùng nhau đặt nước Mỹ lên hàng đầu, hãy ghi danh bỏ phiếu và bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa. Cựu tổng thống gửi thông điệp đến những cử tri đang sống ở ngoại quốc. Với lời hứa này, người dân Hoa Kỳ sống ở ngoại quốc sẽ đủ điều kiện hưởng một số đặc quyền như miễn thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, những người Mỹ sống ở ngoại quốc có thu nhập từ 126.500 đô la trở xuống cũng không phải trả bất cứ khoản thuế nào cho chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những người ủng hộ việc thay đổi chính sách thuế đối với người Mỹ ở ngoại quốc cho rằng các quy định của IRS hiện hành là một lý do khiến cho nhiều người từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ mỗi năm. Các quy định này đồng nghĩa với việc người Mỹ có thu nhập cao ở ngoại quốc thường phải đối mặt với các hóa đơn thuế tại Mỹ. Kế hoạch của cựu tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể cho phép những người dân Mỹ giàu có chuyển đến các quốc gia có mức thuế thấp và tránh được mọi nghĩa vụ thuế đối với chính phủ Hoa Kỳ chính sách thuế quan là trọng tâm trong các kế hoạch kinh tế của cựu tổng thống Donald Trump. Cam kết miễn thuế cho người Mỹ ở ngoại quốc là lời hứa mới nhất trong một loạt các kế hoạch của cựu tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm hóa đơn thuế cá nhân. Trước đó, cựu tổng thống Donald Trump cũng đã đưa ra các phương án miễn thuế cho tiền tiếp, tiền làm thêm giờ và các phúc lợi an sinh xã hội. Lãi suất vay mua nhà ở Hoa Kỳ tăng vọt tuần thứ hai liên tiếp. Những người đang chờ lãi suất hạ để mua nhà đón nhận tin không vui vào ngày thứ năm ngày 10 tháng 10, lãi suất trung bình vay mua nhà kỳ hạn 30 năm tăng vọt lên 6.32% trong tuần lễ kết thúc vào ngày 10 tháng 10. Công ty cho vay mua nhà Freddie Mac công bố ngày thứ năm, đây là mức tăng mạnh nhất trong một tuần kể từ tháng 4 năm nay và là lần thứ nhì lãi suất vay mua nhà tăng sau khi xuống mức thấp nhất trong 2 năm hồi tháng 9. Trước đó lãi suất vay mua nhà đã giảm đều đặn kể từ mùa xuân vào tháng trước, lần đầu tiên trong 4 năm, Cục Dự trữ Liên bang đã hạ lãi suất căn bản, làm nhiều người hy vọng lãi suất vay mua nhà sẽ tiếp tục giảm. Nhưng tuần trước, Bộ Lao động công bố phúc trình cho thấy số việc làm tăng trưởng mạnh hơn dự đoán, khiến cho lợi suất trái phiếu tăng, làm lãi suất vay mua nhà tăng theo. Vào tháng trước, Cục Dự trữ Liên bang đã hạ lãi suất căn bản tới 0,5 điểm, Lần đầu tiên giảm kể từ đầu đại dịch Covid-19 hồi năm 2020 và tối ý sẽ còn giảm nữa, không lâu sau thì lãi suất trung bình vay mua nhà kỳ hạn 30 năm xuống còn 6.08%, thấp nhất tính từ tháng 9 năm 2022. TD Bank bị phạt 3 tỷ đô la vì không theo dõi bọn buôn lậu ma túy rửa tiền. Vào ngày thứ Năm ngày 10 tháng 10, TD Bank nhận một loạt tội hình sự và đồng ý nộp phạt 3 tỷ đô la cho Bộ Tư pháp DOJ và các cơ quan kiểm soát tài chính vì không theo dõi bọn buôn bán chất cấm và tội phạm khác rửa tiền, theo CNBC. Theo thỏa thuận nhận tội, TD Bank cũng bị Văn phòng Quản trị Tiền tệ OCC hạn chế tăng trưởng. Theo đó, thì tổng giá trị tài sản hai công ty con của ngân hàng này sẽ không được quá 434 tỷ đô la lệnh hạn chế tương tự như lệnh hạn chế mà cục dự trữ liên bang đã áp đặt lên Wells Fargo vào năm 2018 do nạn gian lận lan tràn với những người tiêu dùng ở ngân hàng này, làm cho dịch vụ của mình thuận tiện cho tội phạm, TD Bank cũng trở thành tội phạm. Ông Merrick Collins, Bộ trưởng Tư pháp cho hay trong buổi họp báo ở Washington DC vào ngày thứ năm Hôm nay, TD Bank cũng đã trở thành ngân hàng lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ, nhận tội vi phạm đạo luật bí mật ngân hàng và là ngân hàng đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ nhận tội đồng lõa rửa tiền. Theo thỏa thuận nhận tội với DOJ, TD Bank sẽ bị giám sát 3 năm để bảo đảm tuân thủ quy định chống rửa tiền. Ông Galen cho biết, DOJ sẽ nhận được 1 tỷ 800 triệu đô la trong số tiền phạt TD Bank. Trong vòng 6 năm, kết thúc hồi tháng 10 năm ngoái, Tether đã thú nhận họ không theo dõi số tiền 18.300 tỷ mà khách hàng đã chuyển qua chuyển lại giúp cho ba mạng lưới rửa tiền được hơn 670 triệu đô la thông qua trung một ngân hàng này theo ông Galen. Ông Galen cho hay DOJ sẽ truy tố một số người liên quan tới vụ này. Trong một tuyên bố được Tether đưa ra vào ngày thứ năm, ông Brahath Mastrani, tổng giám đốc của ngân hàng cho biết, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm vì vi phạm chương trình chống rửa tiền của Hoa Kỳ và đang đầu tư, thay đổi và sửa đổi theo yêu cầu để giữ đúng cam kết của chúng tôi. Tài quần vật chuyên nghiệp Rafael Nador tuyên bố giải nghệ. Rafael Nador đã tuyên bố anh sẽ giải nghệ sau trận chung kết David Cup vào tháng 11 được tổ chức tại Malaga, Tây Vật, người Tây Ban Nha người đã giành được 22 Grand Slam, đã không thi đấu trong phần lớn thời gian của hai năm qua do bị chấn thương. Rafael Nadal cho biết vào ngày thứ Năm, anh giải nghệ quần vợt chuyên nghiệp sau trận chung kết Davis sắp tới. Xin chào các bạn, tôi ở đây để thông báo với các bạn rằng tôi sẽ giải nghệ quần vợt chuyên nghiệp, anh nói trong một bài đăng trên mạng xã hội. Thực tế là một số năm khó khăn, đặc biệt là hai năm gần đây. Anh muốn nói đến một loại các chấn thương khiến anh không thể chơi trong phần lớn 24 tháng qua. Tôi không nghĩ mình có thể chơi mà không có giới hạn. Rõ ràng đây là một quyết định rất khó khăn, một quyết định khiến cho tôi mất rất nhiều thời gian để đưa ra. Anh nói trong đoạn video, mặc dù đạt được rất nhiều thành công trên sàn đấu, bao gồm 22 danh hiệu lớn và kỷ lục 14 lần vô địch giải quần vợt mở rộng ở Pháp, Natro vẫn có một sự nghiệp đầy rẫy những chấn thương. Vụ chấn thương cuối cùng bắt đầu tại Wimbledon năm 2022 với vấn đề ở bụng khiến cho anh phải rút lui khỏi giải đấu trước trận bán kết với Nick Kyrgios. Nhưng vấn đề chính là chấn thương ở hồng trái xảy ra tại giải quần vợt mở rộng Úc năm 2023 khiến cho anh phải nghỉ thi đấu quần vợt trong vòng 12 tháng. Ngoài 14 danh hiệu giải quần vợt Pháp tại Roland Garros, Nadal còn giành được 4 giải US Open, 2 giải Australia Open và 2 giải Wimbledon. Chiếc vô địch đầu tiên là vào năm 2008 sau chiến thắng 5 set trong trận chung kết với Roger Federer trong một trận đấu thường được coi là trận đấu quần vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. Tổng thống Ukraine Zelensky công bố kế hoạch chiến thắng với đồng minh châu Âu. Tổng thống Zelensky đã thảo luận kế hoạch chiến thắng với những người đứng đầu của Anh, Pháp, Ý và tân tổng thư ký NATO nhằm thuyết phục đồng minh gia tăng sự ủng hộ cho Ukraine. Vào ngày 10 tháng 10, ông Zelensky có chuyến công du đến châu Âu gặp những người đứng đầu của Anh, Pháp, Ý và NATO để trình bày lập trường và kế hoạch của ông những yêu cầu của Ukraine để chấp nhận đàm phán hòa bình với Nga trong tương lai. Sau cuộc gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer và tân Tổng thư ký NATO Mark Ruddard, ông Zelensky cho biết đã nêu rõ cách tạo ra các điều kiện phù hợp để chấm dứt cuộc chiến một cách công bằng, nhưng ông không cho biết chi tiết. Ngoài kế hoạch chiến thắng, ông cũng hối thúc các đồng minh cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn tầm xa để nhắm mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ của Nga. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này vào ngày hôm nay, nhưng quyết định cuối cùng tùy thuộc vào từng đồng minh, tổng thư ký đã nói trong cuộc họp báo ở London. Người phát ngôn của Thủ tướng Steimer khẳng định chính phủ Anh không thay đổi lập trường, trong đó phản đối Ukraine sử dụng hỏa tiễn tầm xa tấn công vào lãnh thổ của Nga. Thủ tướng của Ý, Giorgia Meloni cũng kiên quyết phản đối Ukraine sử dụng hỏa tiễn Storm Shadow để tấn công vào lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên, bà Meloni nhấn mạnh, Ý vẫn quyết tâm giúp đỡ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Mục đích của chúng tôi là giúp Ukraine có điều kiện tốt nhất để ngồi vào bàn đàm phán hòa bình, chứ không phải đầu hàng như nhiều người đề nghị. Trước khi tới Ý, ông Zelensky đã gặp tổng thống Pháp Macron tại Paris để thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Chúng tôi cần thêm sự giúp đỡ của các bạn trước mùa đông, ông Zelensky nói, thừa nhận tình hình khó khăn ở miền đông và thiếu hụt lớn về một số thiết bị. Khác với các quốc gia đồng minh, tổng thống Macron thường mở ngõ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công bên trong lãnh thổ của Nga. Ông cho biết hai bên đã thảo luận về những chiến lược trong thời gian tới, khẳng định lập trường ủng hộ của Pháp đối với cuộc chiến của Ukraine. Tổng thống Zelensky sau đó nói rằng Pháp và Ukraine đã thảo luận việc cộng tác sản xuất vũ khí. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 11. Kế hoạch hòa bình chi tiết sẽ được thảo luận vào tháng 11. Tổng thống Ukraine đã trả lời ký giả ở Paris khi được hỏi về việc tổ chức hội nghị hòa bình tiếp theo. Tổng thư ký NATO kêu gọi đồng minh không nên lo sợ nếu cựu tổng thống Donald Trump quay trở về tòa bạch ốc. Ông ấy hoàn toàn hiểu và đồng ý với tôi rằng cuộc chiến ở Ukraine không chỉ liên quan đến Ukraine mà còn ảnh hưởng đến an ninh của Hoa Kỳ. Ông ấy hiểu điều này. Tổng thư ký NATO Mark Ruda đề cập đến cựu Tổng thống Donald Trump trong buổi họp báo sau cuộc gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở London vào ngày hôm qua. Do đó, hãy dừng sự lo sợ việc ông Trump đắc cử một nhiệm kỳ nữa, ông Ruda nói." Trong chiến dịch tranh cử năm nay, cựu tổng thống Donald Trump nói rằng không bảo vệ những quốc gia thành viên NATO không chi đủ tiền cho quốc phòng theo tiêu chuẩn của liên minh và tuyên bố sẽ thiết lập thỏa thuận với Nga để chấm dứt chiến sự Ukraine. Điều này làm dấy lên lo ngại ông có thể giảm cam kết với an ninh châu Âu và dừng giúp đỡ cho Ukraine nếu ông đắc cử. Ông Ruda từng bác bỏ những lo ngại này về việc cựu tổng thống Donald Trump đắc cử. Tôi hiểu rõ cả hai ứng cử viên. Tôi đã làm việc 4 năm với cựu tổng thống Donald Trump. Ông Ruda, người từng giữ chức Thủ tướng Hoa Lan, nói khi nhậm chức Tổng thư ký NATO vào ngày 1 tháng 10. Trung Quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba công ty và 10 người trong vụ Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày thứ Năm tuyên bố Trung Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt Đối với các công ty và những người có liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan, Hoa Kỳ gần đây đã tuyên bố sẽ cung cấp một lượng lớn viện trợ vũ khí cho khu vực Đài Loan của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và ba thông cáo chung Trung Mỹ, can thiệp nghiêm trọng vào việc nội bộ của Trung Quốc và làm suy yếu nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Họ cho biết các lệnh trừng phạt nhắm vào Edge Autonomy, Huntington Ingalls Industries và Skyteo, cùng với các giám đốc điều hành cao cấp của họ, cũng như các giám đốc điều hành cao cấp của các công ty khác trong danh sách các biện pháp đối phó. Tên Việt Nam, một tấn cao đổi được một lượng vàng, dân xứ ngàn cao trở thành triệu phú. Người dân trồng cao ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đã trúng đậm khi giá cao tự nhiên tăng kỷ lục, gấp hơn 7 lần của năm ngoái. Nói với các tờ báo trong nước, vào ngày 10 tháng 10, ông Phạm Hồng Khuyến là trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chưa khi nào người dân trồng cao trúng lớn như năm nay, giá cao neo ở mức kỷ lục và giữ trong thời gian dài. Với giá hiện tại, một tấn cao đổi được một lượng vàng. Một người hái và thu mua cao tại vườn ở huyện Tư Nghĩa cho biết, Sáng nào chúng tôi cũng phải hỏi chủ lò nơi gom mua cao, giá cao thì mới đi hái. Giá bây giờ ở mức cao, nếu không nắm kịp là ăn đòn gì chơi. Như hôm nay, giá là 83.000 đồng, là 3 đô la 30 cent một ký. Ngày mai thì chưa rõ giá bao nhiêu. Người dân ở huyện Sơn Tây, xứ Ngàn Cao của tỉnh Quảng Ngãi, nơi hiện có hơn 1.000 hecta cây cao, cho biết những năm trước giá cao chỉ vài ngàn đồng một ký. Còn năm nay, 6 tháng trôi qua, giá chưa lúc nào dưới 40.000 đồng là 1 đô la 60 sen một ký. Một người ở xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, trồng 2.000 cây cao cho biết, với vườn cao này, tháng thu thấp nhất của tôi là 100 triệu đồng, là khoảng 4.000 đô la. Cả làng tôi ai cũng vui. Bên cạnh Sơn Tây, huyện Nghĩa Hành cũng được xem là xứ cao của đồng bằng Quảng Ngãi với hơn 700 hecta Cao ở nghỉ Hành được thương lái rất ưa chuộng, vì vậy giá cũng nhỉnh hơn. Một người có hơn 200 cây cao đang kết trái, nói rằng một tháng qua mỗi lần bán cao thì tôi đi mua được một chỉ vàng, dư lại thì để sử dụng trong gia đình. Năm nay tiền bán cao của nhà tôi đã hơn nửa tỷ rồi. Tương tự, một người trồng cao ở Quảng Nam có chung niềm vui là trúng mùa đậm. Ông ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam có 3.000 cây cao trong nhà, trong đó 200 cây cho thu hoạch với giá bán tại vườn là 94.000 đồng là 3 đô la 70 sen một ký. Với giá này thì gia đình ông đã thu về hơn 250 triệu đồng là khoảng 10.060 đô la. Lần đầu tiên cao tươi tăng giá chưa từng thấy, bán đắt hơn cả tôm. Hiện thương lái săn lùng các nhà vườn có cao để mua liên tục. Nay đang giữa vụ, nếu cuối vụ giá bán có thể tăng lên nữa, ông đã khoe. Cách xã Tiên Lãnh hơn 20 cây số. Một người thuộc xã Tiên Cảnh trồng khoảng 1.000 cây cao, trong đó có hơn 200 cây đang cho trái cũng nói rằng tôi thu được gần 300 triệu đồng là 12.072 đô la. Giá này mà giữ thì cây cao giúp nông dân làm giàu. Giá trị kinh tế vượt xa trồng cây gỗ keo, cây ăn quả. Ông đã hy vọng. Theo các thương lái trực tiếp đi hái cao, giá tăng và giữ ở mức cao nhiều tháng qua là nhờ Trung Quốc thu mua mạnh cao hái đến đâu, được mua đến đó. Nhiều chủ lò mua và sơ chế cao cũng nói, năm nay Trung Quốc chưa có dấu hiệu giảm mua cao, cho nên giá vẫn tăng. Nhưng người ta cũng cảnh báo rằng đây mới chỉ là năm đầu tiên cao đang tăng giá, nên cần phải theo dõi, để tránh việc được mùa mất giá, được giá mất mùa. Cây cao là loại dễ trồng, không tốn công chăm sóc cho thu hoạch vài chục năm. Trồng khoảng 5 năm bắt đầu cho thu hoạch, đến năm thứ bảy là cho trái ổn định. Mỗi cây ra từ 2 đến 5 buồn, bình quân mỗi cây sẽ thu được khoảng 14 kg. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. tin vui, tin vui. Tình vui. À, vừa mới nhận được một tin vui, cô đã gửi thư cho Loan Lộc và nói rằng không có niềm vui và hạnh phúc nào hơn Loan Lộc ơi, cô Xuân Thủy xin cảm ơn chương trình đã giúp cô tìm được người thân Hà Mai mất liên lạc từ năm 1978. Nhân tiện cho tôi cảm ơn anh Quý là người đã giúp chúng tôi liên lạc. Anh Quý cũng là khán giả thân thuộc của chương trình anh ở Canada. Wow, 78 bốn mươi mấy năm rồi Loan. Wow. Wow. <laughs> dạ xin chúc mừng cô. Lan Lộc cũng cảm ơn anh Quý rất nhiều. Anh Quý đã chia sẻ dùm để cô và người thân của cô đã được gặp lại với nhau. Lộc và Loan cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng Lộc Loan chia sẻ những bản tin này đi xa hơn. Và sau đây là lá thư tìm người thân của ngày hôm nay. Xin chào Bảo Lộc và Hồng Loan. Tôi muốn tìm vợ chồng Nguyễn Văn Chiến ba mẹ của cháu Nhân năm 1984 ở chung trại CQ Thái Lan B8, phòng số 3. Nếu anh chị nhận được tin nhắn này, xin hãy liên lạc với Nguyễn Thị Mến. Số điện thoại liên lạc là 831 276 4308. Nếu ai có biết được tin này, xin hãy liên lạc dùm với tôi qua số điện thoại trên. Xin chân thành cảm ơn. Bà Lộc xin được đọc lại số điện thoại của Nguyễn Thị Mến là 831-276-4308. Cô muốn tìm vợ chồng Nguyễn Văn Chiến, ba mẹ của cháu Nhân năm 1984 ở chung trại siêu kiêu Thái Lan B8 phòng số 3. Bà Lộc và Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Wow, sáng ngày thứ sáu mà có tin vui thì tin vui nguyên tuần. Đúng rồi, hình như đầu tuần mình cũng có. Có, nữa. đầu tuần có. À. Đợi tuần thứ ba có giờ thứ sáu có ông ấy ngày mai có luôn đi <cười> <cười> có nhiều quý vị chia sẻ nói ôi thấy nhiều người nhận tin vui mừng quá mà sao cô hay chú đợi hoài không thấy tin vui à, cũng hên xui ha đúng rồi à, lan lộc cũng rất là mong mỗi một tin tìm người thân thì quý vị chịu khó chia sẻ dùm cho lan lộc để cho tất cả cô chú anh chị à, trong channel của mình đều có được niềm vui lan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều niềm vui của quý vị là niềm hạnh phúc của hai đứa em. Dạ. <laughs> chiều ngày hôm nay quý vị nhớ nha, lúc 6 giờ chiều sẽ có anh Nguyễn Đức Đạt là một tay guitar tài ba, anh từng đánh cho những cái nghệ sĩ Mỹ nổi tiếng ừ. trong những cái bài hát, những cái concert lớn luôn đó quý vị. Ừ. Và ngày hôm nay anh cũng sáng tác nhạc nữa. Anh sáng tác những cái bài hát, à, có bài mới nhất là cho chị uh, Như Quỳnh ừ. hát trong chương trình của Thúy Nga Paris. Rồi chiều ngày hôm nay sẽ gặp gỡ quý vị lúc 6 giờ chiều giờ California giờ muốn làm gì đây kể chuyện vui kể chuyện vui thế hên rồi sau đây là một câu chuyện vui xin đứa con đầu lòng ông chồng thắc mắc trời đất ơi sao con không giống anh chút nào vậy em người vợ im lặng không nói gì đến đứa thứ hai ông chồng cũng thắc mắc anh nhìn tới nhìn lui nhìn trước nhìn sau con của mình nó không giống anh chút nào á em người vợ chỉ biết cười im lặng Đến đứa con thứ ba, người chồng vẫn hỏi y như cũ. Lúc này, người vợ chịu không nổi nữa, mới hét lớn lên. Em đã cố gắng lắm rồi, anh nghĩ tìm được một người đàn ông giống anh dễ lắm hay sao? em kiếm đầy hết, em kiếm hết luôn đó. Đâu ai giống được như anh đâu vui không ở lòng không biết vui không <laughs> mình nghe thì thấy cười đó nhưng mà người trong trong cuộc cũng chắc cũng khóc hết <laughs> ờ ha mỗi lần mình nói mấy chuyện này mình nghe cái mình cười ừ. bỗng nhiên mình bật cười bật cười ừ. bật cười vì mình thấy nó mắc cười à. nhưng mà những người mà trong cuộc thì cười ra nước mắt cười ra nước mắt đúng rồi <laughs> này chuyện vui thôi quý vị. Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.